6 loại thực phẩm càng nấu kỹ càng mất chất. Thưa quý vị và các bạn, ông cha ta thường có câu ăn chín uống sôi, nhưng nấu quá nhừ sẽ làm giảm vị giác và giảm chất dinh dưỡng của nhiều món ăn. Và trong video ngày hôm nay, quý vị và các bạn cùng Sức Khỏe TV đi tìm hiểu 6 loại thực phẩm càng nấu kỹ càng mất chất này nhé. 1. Rau xanh. Khi chúng ta nấu rau quá nhừ, sức nóng sẽ phá hủy các vitamin và muối khoáng trong thực phẩm, làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng vốn có của nó. Rau có nhiều vitamin nhạy với nhiệt, đặc biệt là vitamin C, rất dễ bị oxy hóa ở nhiệt độ cao. Theo tính toán, nếu thời gian đun nấu quá dài, lượng vitamin C có trong rau có thể mất đi tới 60%. Cách tốt nhất để chế biến rau xanh là hấp vừa đủ. Xào qua cũng là một cách tốt để chế biến món rau. Cho vào lò vi sóng cũng tốt, nhưng nhớ đặt thời gian ngắn để đảm bảo chất dinh dưỡng cũng như độ giòn của rau. Khi nấu rau củ, có thể cho thêm vào một ít tấm, rất có lợi cho việc bảo quản các vitamin. 2. Củ cải đường. Khi làm chín củ cải đường bằng nhiệt độ cao thì sẽ làm mất khoảng 25% lượng folate, một dưỡng chất cần thiết để tạo tế bào hồng cầu. Bạn có thể sử dụng củ cải đường làm các món salad tươi để đảm bảo nguyên vẹn các hợp chất có lợi cho não bộ. 3. Dưa chuột. Loại thực phẩm này có chứa vitamin C, vitamin B và các khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể. Vỏ dưa cũng giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Khi nấu chín thì dưa chuột sẽ giảm đáng kể các chất dinh dưỡng nói trên. Bạn nên ăn dưa chuột tươi thay vì nấu chín. Thêm nữa, nhớ ngâm dưa với nước muối loãng trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 4. Khoai lang. Các axit amin, protein và enzyme tiêu hóa trong khoai lang sẽ hầu như vẫn giữ nguyên khi chế biến bằng phương pháp luộc và hấp. Cũng cần lưu ý rằng không nên luộc và hấp khoai lang quá kỹ vì lượng chất dinh dưỡng sẽ bị mất đi. Bạn cũng cần nhớ rằng tuyệt đối không nên ăn khoai lang sống vì dễ bị tiêu chảy. Nên hạn chế dùng khoai lang vào các món chiên xào vì khi đó các enzyme tiêu hóa sẽ bị phá hủy. Đồng thời, protein sẽ kết hợp với dầu mỡ sẽ biến thành những chất rất khó tiêu hóa, dẫn tới đầy bụng, khó tiêu. 5. Thịt rán kỹ. Mùi vị của thịt rán rất thơm vì nó có các gia vị được tẩm ướp. Tuy nhiên, khi chúng ta rán kỹ loại thịt này là đang khởi đầu quá trình biến nó thành một món ăn không tốt cho sức khỏe. Rán thịt quá kỹ cũng tạo nên các axit béo chuỗi tran, có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch vành và biến protein trong thịt gà thành acrolein, một chất gây ung thư, sẽ khiến protein nạc này thành món ăn cực kỳ nhiều calo khi nó được ngâm trong dầu rán. 6. Khoai tây chiên kỹ. Cũng giống như khoai lang, khoai tây là món ăn được nhiều người ưa thích, giàu chất dinh dưỡng cũng như các vitamin B6, vitamin C và vitamin D, cũng như magie, sắt và beta-carotene. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc chiên kỹ hoặc chiên trên chảo nóng là những cách không nên, bởi việc chiên như thế sẽ làm tăng hàm lượng calo của khoai tây. Nhiệt độ cao khi chiên khiến các chất dinh dưỡng bị phá hủy. Trên đây là 6 loại thực phẩm càng nấu kỹ càng mất chất. Vậy chúng ta hãy cùng nhau để ý để giúp nâng cao sức khỏe của gia đình chúng ta. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video ý nghĩa, đừng quên like và đăng ký kênh nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.